Rồi, thực hiện các phản ứng sau, xe mắc hai lần cộng CL2 đúng không? Phản ứng A ở câu A đúng không? Mình đề B tương tự CD. Số phấn Lorin đóng vai trò chất oxy hóa là, rồi, chất oxy hóa là Lorin thì mình chỉ ghi các số oxy hóa của biến đổi CL thôi, đúng không? Mình ghi mấy cái khác chi cho cực. Lorin là CL2, là CL hoặc là CL2, đó, các bạn hiểu như thế. Ở câu A thì CaOH hai lần cộng CL2 đóng chấm 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 đúng không? Thì tôi ghi là chấm 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 nè, CL2 đúng không? Biến đổi thành những thằng có nào CL mình đi hết CaO CL2 đúng không? CL trong hợp chất thì luôn bằng không rồi, số oxy hóa bằng không. Rồi chỗ CaO CL2 chỗ này á, thì các bạn viết công thức cấu tạo ra, nó hơi khó tí xíu. CaO CL2 đúng không? Đây là công thức cấu tạo của nó. Thì cách xác định cái số oxy hóa của nó thì hơi khó tí xíu. Ở đây thì Ca là cộng 2, được chưa? Oxy á, bình thường trong hợp chất là trừ 2, thì nó sẽ phân bố cho mỗi thằng trừ 1, nó sẽ phân bố cho mỗi thằng trừ 1, do đó CL chỗ này sẽ là cộng 1. Về mặt nguyên tắc thì khi hai thằng gắn với nhau các bạn, thì một thằng số oxy hóa âm thì thằng kia số oxy hóa sẽ là dương. Do đó các con nhìn thấy chỗ này đó, mỗi thằng phân bố cho mỗi thằng là trừ 1, đó là cái nhiệm vụ của thằng O, được chưa? Thì hôm nay các bạn thấy là cộng nè, trừ nè, rồi sau đó tới cộng, thấy không? Tức là lúc nào cũng vậy chơi mấy đứa. Tức là chúng ta giả định á, hai nguyên tử khi liên kết với nhau thì một thằng cộng thằng trừ, liên kết với nhau thằng cộng thằng trừ, thằng cộng thằng trừ, thằng cộng thằng trừ, thằng cộng thằng trừ, nó chịu rất là so le với nhau về số siêu hóa, là một thằng âm thằng dương, âm dương nó mới hút nhau. Trừ phi một cái trường hợp là thằng này là hai thằng này, hai nguyên tố này giống nhau, ví dụ kiểu CL2 CL gạch CL CL nói với CL thì là triệt tiêu bằng không luôn. Chứ còn khi nó đã số siêu hóa, nó đã có cái giá trị nào đó rồi, thì thằng này dương thì thằng kia sẽ âm, sau đó thằng dương âm, được chưa? A liên kết với B, liên kết một chuỗi dài như vậy thì âm dương với nhau. Tương tự ha, thì ở đây các bạn thấy là Ca đây là cộng 2 rồi, thì lúc này số siêu hóa dưới này bắt buộc phải là trừ, mà trừ bao nhiêu chính là trừ 1. Tại sao vậy? Tại vì thằng CL nó đã phân ở thằng Ca chứ, thằng Ca nó đã phân bố, các con hiểu như vậy, thằng Ca cộng 2 này nó đã phân bố cho O chỗ này là cộng 1. Thì tương tự Ca chỗ này cộng 2 nó phân bố dưới CL trừ chỗ này là cộng 1 luôn. Đó, mỗi cái đều là cộng 1 hết, chứ thằng CL chỗ đó sẽ là trừ 1. Rồi mình tạm hiểu là như vậy nha. Rồi vì lúc này số oxy hóa của CL trong hợp chất đó là trừ 1 và cộng 1. Do đó mình thấy là số oxy hóa của CL chỗ này á, nó hơi khó tí xíu, là chúng ta phải ghi là trừ 1 lẫn cộng 1 luôn. Mà số oxy hóa trung bình nó mỗi thằng trừ 1 cộng 1 thì các bạn hiểu không? Trừ 1 cộng cho 1 mà nó trung bình mà. Trung bình thì các bạn phải chia cho 2, tại vì có hai thằng CL, một thằng CL là trừ 1, một thằng CL là cộng 1, thì hai đó cộng nhau, cộng vô phải chia cho 2, trung bình cộng á, học bên toán á, thì lúc này sẽ bằng 0, được chưa? Thì đấy, nếu như chúng ta ghi 0 chỗ đó thì nó vẫn đúng về mặt đại số, nhưng mà khi chúng ta xét về chất oxy hóa chất khử thì là sai. Tại sao? Tại vì từ 0 biến đổi thành số 0 là nó không thay đổi số oxy hóa. Các bạn bảo là phương trình A nó không phải là phương trình oxy hóa khử là các bạn sẽ sai ngay lập tức. Câu A là có oxy hóa khử, số oxy hóa của CL từ 0 này biến đổi thành CL trừ 1 giảm và tăng lên CL cộng 1, đây là phản ứng siêu khử. Đó, phương trình này gài dễ chết lắm nha. Nếu chúng ta tính đại số bình thường, chúng ta không xác định qua công thức cấu tạo á, thì chắc chắn tôi cam đoan các bạn sẽ sai. Rồi thôi vậy thôi, vậy tóm lại câu A là phương trình oxy hóa khử, được chưa? Và câu A sẽ gì? Số phản ứng Lorin đóng vai trò chất oxy hóa, rõ ràng CL từ 0 nó sẽ biến thành CL trừ 1, khử cho tăng, ô nhận giảm là từ 0 giảm xuống trừ 1, thì phương trình A đúng, tại vì CL trong chỗ đó từ 0 giảm xuống trừ 1 thì nó có đóng vai trò là chất oxy hóa, rồi vậy thôi. Còn cái việc CL2 đó đóng vai trò chất khử không kệ nó, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm thằng CL có đóng vai trò oxy hóa thì tôi chốt vậy thôi. Vậy là câu A được qua câu B. Rồi qua cái ý B ha. CL2 tương tự luôn, CL2 này, 3 CL2 đề ghi này, cộng chấm 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 tạo ra 5 KCL. Cái số 5 nó không quan trọng nhé, nhưng mà đề ghi sao tôi ghi là gì thôi, KCLO3 và cộng chấm chấm nước gì đó không quan tâm. Rồi CL2 đơn chất không. Rồi tương tự chỗ KCL này, số 5 này đâu quan trọng, mình bỏ số 5 đi cho nhìn cho nó dễ mà. Nhưng mà ghi phương trình, các bạn ghi trình bày tự luận thì các bạn nhớ ghi đàng hoàng giùm tôi nha, không thôi bị trừ điểm đấy. Rồi KCL thì Kali là cộng 1, CL auto là trừ 1, hai này cộng lại bằng 0. Rồi các con thấy không, từ 0 giảm xuống trừ 1 này, khử cho tăng, ô nhận giảm là chất oxy hóa, nhận nghe và giảm số oxy hóa sao vững. Vậy là những thằng oxy hóa là những thằng giảm số oxy hóa, vậy từ 0 giảm xuống trừ 1, chốt. Vậy là phương trình B được, phương trình B được. Rồi tới phương trình C.
phương trình C sin L2 cộng FE sin L3. Sin L2 cộng FE sin L3. Thì lúc này tạo ra FE sin L2, à tôi lỡ quên ghi nguyên cái phương trình cụ thể luôn rồi, lỡ thì thôi. Sin L2 đây đơn chất thì bằng 0. Biến thành chỗ này á, FE sin L khi gắn với kim loại thầy nói rồi, sin L khi gắn với kim loại chỉ gồm hai nguyên tố thôi, mà sin L khi gắn trực tiếp với kim loại thì sin L đó bắt buộc phải là sin L trừ 1. Đó xin lỗi. À đúng rồi, sin L trừ 1 đó là trừ 1, tôi nhầm, tôi liều. Vậy lúc này sin L là trừ 1, vậy là FE là cộng 2 đấy, cộng 2 cộng cho trừ 1 nhân 2 bằng 0. Vậy sin L là trừ 1 đấy. 0 giảm xuống trừ 1. Vậy lúc này câu C vẫn được luôn, nó là một cái phương trình sin L đóng vai trò là chất oxy hóa, Lorin đóng vai trò là chất oxy hóa. Rồi, ở câu D. Câu D thì K sin L O3 mũi tên chấm 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 thì tạo ra A K sin L cộng chấm 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 O2 không quan tâm tại vì người ta chỉ hỏi sin L thôi. Rồi, lúc này sin L chỗ này chưa biết là x. Vậy là này cộng 1 cộng cho x cộng cho trừ 2 nhân 3 bằng 0. Điểm này các bạn nhẩm hoặc là các bạn bấm máy tính shift solve thì các bạn bấm là dễ ra được là sin L chỗ này sẽ là cộng cộng 5. Ha, K sin L thì tương tự luôn, khi mà sin L gắn trực tiếp với kim loại thì sin L bắt buộc với số oxy hóa là trừ 1. Đấy. Rồi xong, vậy là cộng 5 này các con giảm xuống trừ 1. Các con thấy không? Từ sin L mà cộng 5 giảm xuống sin L mà trừ 1 thì lúc này á đóng vai trò là một chất oxy hóa. Được chưa? Nó đóng vai trò là một chất oxy hóa. Vậy lúc này á thằng sin L này bình thường á cái nguyên tố sin L sẽ đóng vai trò là một chất oxy hóa bình thường. Được chưa? Thì chỗ này á câu D nó vẫn là chốt luôn. Ở đây á mình nhìn thấy một điều là gì? Số phấn Lorin đóng vai trò chất oxy hóa thì chúng ta phải hiểu là thằng sin L Lorin này ha. Rồi, thằng sin L Lorin này á nó là một thằng dưới dạng của đơn chất hay là dưới dạng của hợp chất? Thì này chúng ta phải xét tường tận chỗ này. Rồi ok ha. Rồi các bạn đợi tôi tí xíu nha. Rồi, ở đây mình nhìn thấy á chúng ta phải hiểu á thằng sin L ở đây á khi mà đề cập đến Lorin á thì Lorin có hai cách hiểu, đúng không ạ? Như mà hồi nãy tôi đã chia sẻ rồi, Lorin có hai cách hiểu. Một là dưới dạng nguyên tố, còn hai á dạng đơn chất. Thì ghi như vậy á, không ghi chú gì thêm thì mình tạm hiểu là đơn chất. Vậy đáp án chúng ta dừng lại chính là câu C. Còn ở thằng D này các bạn thì các bạn nhìn thấy á sin L cũng là Lorin luôn, nhưng mà cái nguyên đây là nguyên tố Lorin nằm trong hợp chất. Thì lúc này á sin L cộng 5 này nó vẫn giảm, nhưng mà nó đóng vai trò là một nguyên tố trong hợp chất. Được chưa? Nếu như mà đề nó ghi là số phấn mà nguyên tố Lorin là nguyên tử Lorin đóng vai trò chất oxy hóa thì lúc này các bạn chọn là câu D cả 4 luôn. Tại vì rõ ràng có nguyên tố Lorin đóng vai trò chất oxy hóa, tức là nó giảm. Các con hiểu không? Nó có cái việc giảm, chỉ cần giảm thôi là nguyên tố Lorin sin L kiểu nào dù đơn chất hợp chất gì đều chốt cả là câu D. Nhưng mà nó ghi Lorin kiểu này không ghi chú gì thêm thì mình hiểu là dưới góc độ phân tử ấy. Như là góc độ phân tử ở đây là sin L này bắt buộc phải là phân tử sin L2. Khi nói sin L mà Lorin không ghi chú gì thêm thì nhiều đứa chúng ta ngầm hiểu đó chính là phân tử sin L2. Tại cái đề nó không rõ ràng ấy. Chứ câu đề bản chất là vẫn có ý đúng trong đó. Rõ ràng đấy, sin L các bạn tính là từ cộng 5 giảm xuống trừ 1 này thì nó vẫn là một chất oxy hóa đấy. Tức là K sin L3 đóng vai trò một chất oxy hóa, trong đó nguyên tố Lorin là nguyên tố sin L đấy, là nguyên tố chủ đạo, đóng vai trò là chất là nguyên tố oxy hóa. Tức là từ sin L cộng 5 biến thành trừ 1. Nhưng mà câu này nó hơi bị kiểu là nghĩa nó hơi bị khó hiểu. Đáp án của chúng ta ở đây á, nếu như chúng ta hiểu góc độ phân tử sin L2 đơn chất, Lorin không ghi chú gì thêm thì mình hiểu là đơn chất. Thực ra nghiêng về đơn chất nhiều hơn đơn chất sin L2. Thì lúc này á là câu A, B, C chứ là nhận định A, phương trình B, phương trình C là chất oxy hóa đấy. Tức là đóng vai trò là một chất oxy hóa à, đóng vai trò là một chất oxy hóa, tức là giảm số oxy hóa sao phấn. Rồi vậy thôi, cái đề hơi mơ hồ. Đấy.